Tâm chào cả nhà nha. Em xin Thành ơi. Chào bữa nay bữa nay ba anh em Tâm mọi người lại tiếp tục đi thăm cái luồng lờ ở vùng biên giới nữa, thì cái hôm rày là nay chắc cũng 5-6 ngày vậy hả xin? 6 ngày rồi. Bị mấy chuyến đầu là tầm trung bình là 3 ngày mình thăm một cử hoặc là 4 ngày thì thăm được 3-4 cử rồi cả nhà. Cái mình thấy cá có nó ít lại bớt chút á, mình để tầm khoảng 6 ngày hoặc một tuần mình đi một lần á. Thì mấy bữa nay dưới đây là không biết có mưa hay không nữa, chứ tầm thấy là cũng ngầm dưới đất á mọi người. Hy vọng là sẽ có mưa, vì mưa là cá nó chạy dữ lắm. Mấy anh em mới tới chỗ này, giờ đang chuẩn bị son đồ nghề. Em xin là đang gọt cái túi cho nó dính vô cái vỏ này, cho nó không có xúc xích á. Đo oxy cho anh chưa? Đây đưa cho anh mượn cục oxy hình. Thì có nhiều anh chị em hỏi Tâm á, là cái cục oxy này của Tâm á là mua ở đâu và giá bao nhiêu á. Thì cái này á cả nhà ơi, là mấy bữa là Tâm mua ở trên mấy cái shop á, chẳng hạn như trên Shopee hoặc Lazada rồi á, trên đó nó nhiều giá lắm. Cục này á Tâm mua 250 à. Thì mỗi lần mà sạc xong vậy á, cái như đi thăm vậy nè, có cà phê hay là cá chèn, cá hạt lát rồi á, là Tâm bật cái máy oxy này cho nó chạy á, đặng mình về nhà nó còn sống á mọi người, chứ mấy là về nó ngợp hết nè. Rồi bây giờ mình đi thăm thôi. Ôi dính của không có dấu cá nhảy rồi. Có kìa, trâu lắm. Bám vô cây kìa. Ôi có anh Tâm ơi, thấy nhịp rồi. Ủa cá đó thấy không? Em thấy nhịp rõ ràng mà. Cá phi gì vậy? Cá dậy. Cá rô. Dậy cái rô. Ôi cũng được hang. Rô còn bạch bạch ấy ở đây không hết. Tiền là phải bắt mạng cua vậy. Ủa cái dày này nhìn như cá lóc bông luôn nè Sinh. Ủa một cua lô quên Tâm ơi. Đầu tiên có hàng là được. Cá dày mới cái rô. Còn dày đó nhìn như lóc bông ha. Đẹp ghê. Nước nó trong á anh Tâm. Rô xinh lắm. Con rô nó thả đi anh Tâm ơi. Trời ơi con này cái đầu được. Con cái đầu không à. Ui da. Ui chú phê. Hôm nay có anh chị em hỏi Tâm á, có cô bác mới xem á mọi người, là hỏi cái lờ này có đặt có mồi không, là không có mồi nha cả nhà. Cái này là hoàn toàn không có mồi luôn. Như mình đặt vậy nè, cái cá con nó đi lọt vào lỗ lưới á, rồi mấy con như cá phi này kia đồ, cá sặc đồ nó vô nó ăn cá con á, bị mắc kẹt trong. Rồi cá lóc dày với mấy con này kia nó vô nó ăn theo dây chuyền nữa. Cá lớn nuốt cá bé. Lớn nuốt cá bé. Nuốt cái này. Rồi tiếp tục đi ha. Rồi đi ăn. Hoàng mới thấy ngổ nữa Sinh. Bữa nào xử lý nó là... Ừ, nhỏ thì không có không. Sao nó quằn quằn đây hoài ta? Đâu. Okay. Lấy tay búng nó anh Sinh. Thôi. Không sao đâu, không sao đâu. Nó đi ăn là không sao đâu. Ừ. Đúng rồi. Để giống đây. Giống dính rồi đó, giống dính rồi đó. Thấy nhõm nhõm lên nè. Cái lời này bể tay nữa rồi. Cái lời đang đẳng dính không lẽ cái này không dính. Tại nó chung mương mà. Dương. Ui sao thấy im ghê vậy ta? Có. Ê, có cái vậy, cái vậy. Cái lóc. Lóc. Ngon. Không to nhưng mà cũng được ha. Ừ, mới dính luôn à. Còn mới dính chưa chết gì đâu. Còn được hai cái mồi hồi ở mạnh kìa xin ơi. Mới mà. Vô. Bắt về cho nó gọn cái đậy rồi nó nhảy xuống dưới nữa. Bắt ốc ra anh Tâm. Ừ, còn hai cá mồi. Cá lóc mới dính. Cá lóc mới dính nè mọi người. Nó không có to nhưng mà nó rất là mạnh luôn. Nó đen nè. Đã ghê. Mới vô chưa chạy đầu luôn. Mới chạy hơi. Này cá chạy nha Sinh. Ngon anh ơi. Bữa nay vô mánh rồi. Đây là lần nào cũng có cá là vui rồi. Ồ con cá này bự nè. Có dấu nhảy con cá này lớn lắm. Tụi con cá này 1 kg. Còn gì đây, còn gì đây.
Cả nhà ơi, đi hầm cảm giác đây là ghiền nhất nè. Ui, ôi nó kia kia nó gỉ cái lợn kìa. Anh ơi. Ký gữ. Ký gữ. Ôi, một bầy cá rô. Trời ơi, cá rô cá sặc mà nó làm thấy ghê thì chứ. Tưởng đâu con cá lóc. Nó quậy ghê thiệt ha. Ủa gì mà nó quậy ghê luôn. Lụm ra luôn. Tại nước trong nó thấy mình á anh. Ừ. Con bự bắt hay con nhỏ anh thảy lại. Thảy lại. Cá rô, cá rô. Mập mập lấy nè. Đây. Ê. Ê, con kia nó bay không ạ? Nước phèn mà nó đóng phèn luôn. Ừ. Rô đã gì cả nha. Này ớm quá, hả ha. Hả đi anh Tâm ơi. Con này. Mày lấy không? Bắt con đó. Ừ. Con kia để lại làm mồi. Trời, nó làm thấy ghê. Em tưởng đâu là con cá ăn ký không? Dục đi anh Tâm ơi. Đậu. Cái đầu con đó nó như khúc cây. Chừa mấy cá sặc lại thôi. Trời trời, con gì mà nó sao mà nó quậy dữ trời. Quậy. Tưởng cá lớn không nghe. Tưởng con cá ăn ký không á. Mấy quầy đâu đầu quầy đó nha Sinh. Đâu đây. Ừ. Thấy chưa? Ừ, trời. Thấy không? Thấy anh, tút tút ngoài kia luôn. Bị trôi hay gì ta? Có bữa nước rồng không đặt. Bữa nước rồng anh về ra đây nè. Ừ. Có dấu nhảy không Sinh? Thấy bình lắm anh Tâm ơi. Ôi ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao bự không? Con cá chơi nó bự nè. Trời ơi. Vô. Ngộ cái chơi trắng bự. À, nửa ký luôn. Năm con hát lát một con cá trơi trắng. Ghê thiệt. Hên của ta. Xin mát tay thiệt ngang. Làm phát một con bầy luôn. Trời nó ngon. À. Đem đi. Bầy cá hát lát luôn ha. Khổng lồ. Con này nhanh nó cứng lắm đó nha. Từ từ. Ừ. Gấp. Cẩn thận. Cây trắng thịt dài dẻ lắm Sinh. Dài. Dài hơn thịt gà. Ô ô cá chê trắng nè, cá nhà ơi nó bự. Hạt lát rồi. Ây da, năm con luôn. Năm một hạt lát luôn. Em thấy nó im xuống dở lên nó bự. Trời ơi. Hạt lát này làm chả. Gom về làm chả ha. Ừ. Lý. Hai con hạt lát, ba hạt lát, bốn hạt lát. Bốn hạt lát còn cà trời. Cá này trời dữ thiệt. Cá luôn. Ừ, cà trời ngon ghê luôn. Ồ, hạt lát này mà câu he. Ừ. Nó lượn nó đen thù lùi hết anh Tâm. Ừ. Ở trong nước tối á. Con này thả lên đi. Nhỏ quá bé, dục đi. Ý. Cho giờ. Đây, cầm đi em đặt lại cho. Rồi, ok. Túi luôn cả nhà. Này xong rồi mấy con hát lát này nè là nó dễ bị ngợp lắm. À, cái loại hát lát này á là khi mà nó ngợp rồi mình làm chả mới ngon á. Giờ một chút nữa Tâm ra quải Tâm bỏ trong cái túi cái Tâm bật máy oxy lên là mình rộng về tới nhà được luôn. Bị từ đây mà về tới nhà Tâm là gần cả 100 cây á cả nhà. Tâm ra là mình phải chuẩn bị máy oxy chứ máy về cá ngợp hết. Đây. Đây. Được rồi, nắm cây. Lên. Nắm giò. Lên. Rồi, có con cá gì ngợp rồi. Thôi rồi, Sinh ơi. Cái gì? Cá mày dinh. Cá chèn. Cá mày dinh. Cá chèn. Chèn hả? Chèn. Chèn hả trời vậy ta? Cái ta gì? Gì kỳ cục quá. Ui, quá trời luôn Sinh ơi. Trời ơi, Sinh ơi. Cá mất gậy Sinh ơi. Cá lóc. Ừ, hát lát kìa Sinh. Trời ơi, con hát lát bằng tay luôn. Ừ, em điếm thôi coi cái này mấy cái mà chạy dữ hả? 2, 4... Có lóc đồng luôn nè. Từ từ để em bỏ con này ra. Ừ, có cái ngợp, cái trời ngợp rồi bỏ đi Sinh. 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. Vô quá trời, có con này bị hẹo nữa nè. Nó chém lộn anh. Chém á. Ồ, nãy Hạnh có đem đi kìm không Hạnh? Có. Ừ, hát lát bằng bàn tay luôn Sinh. Ừ. Này, để đưa cho Sinh xử lý giùm mình. Để vô bàn tay không thấy ngón nào luôn nè. Cái lưng nó một lưng luôn á. Con này làm chả đúng bài luôn nè Sinh. Cái lưng đó nè. Đã ghê không? Vô. Bữa nay ngon rồi. Vậy? Ê, hai con hát lát luôn ta. Con này hơi nhỏ. Con này thả đi. Ừ. Hát lát nhỏ quá thả lại cả nhà ơi. Thả cho nó lớn đi.
em tưởng sao. Đừng dính nha. Dính nữa rồi thả nữa đó. Chưa. Nó công dính. Khi nào bự mới bắt. Ù, lọc đầu. Đâu anh Tâm? Đây nè. Chưa em. Tôi nhận bữa có anh chị em á xin. À, góp ý với anh em mình đó, đem cái kìm heo mình bẻ cái ngạnh nó dễ lắm xin. Đúng rồi. Thì thật sự luôn á là giờ lúc mình sơ ý đúng không? Mình không nghĩ ra. Cái thấy bà con góp ý nên công nhận nó rất là tiện luôn. Gì cho nó. Được không? Kẹp phải được không? Tại nhiều quá em không chưa dám bắt nè. Bắt bớt bớt mới dám thọc tay. Cái loại này nó dài, nó đầm nhiều nhất lắm, cả nhà bị này là cái trì trắng á. Không được rồi, phải bắt tay mới được. Chẳng hạn nha, từ từ thôi. Nhiều quá nó cũng nguy hiểm lắm. Ừ. Đó. Cậu em xin bắt thêm này nữa đây nè. Ủa con dài vậy. Dạ dữ lắm nha Sinh. Cẩn thận á. Từ từ không được mình bắt con khác. Ừ. Đừng có gấp bắt con. Này Sinh. Từ từ chưa nghe anh Tâm ơi. Ừ. Để kỹ kỹ mới được cái này. Ừ. Không ẩu. Bên này cái nữa. Dạ vô tay anh cái bóp. Để đi em bắt cho. Ừ. Cái này chạy nhiều ha. Ký gần 2 kg. Gần 2 kg. Mấy con vô lâu rồi cái đầu nó. Bữa nay tình hình này là quá im á xin ơi. Này trúng mánh này. Một chút nữa là trúng cái luồng của em là mệt mỏi nữa. Em xin thì đặt cái kinh nghiệm của em ấy thì nói chung là hay hơn Tâm nhiều luôn mọi người. Em ấy đặt cá lớn không mà tại vì em ấy là nói chung là đặt hầu như là cũng em từ nhỏ mấy. Rồi. Xin thì gình cá lóc mọi người ơi, anh Tâm thì đi kiếm hàng lạ. Tâm thì Tâm ơi đặt á, như con này con kia rồi nó lạ nó dính á thì thích lắm, còn em Xin thì canh rình mấy con cá lóc lớn á. Xin chủ yếu là kiếm cá lóc là kiếm kinh tế mọi người. Anh Tâm thì đi kiếm hàng độc. Ê ốc lát nè. Đâu phải mua vàng. Mua vàng á. Cái lời dây mà anh chạy quá trời luôn Xin. Mời ly. Ây da 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 trời. Rồi đây em đặt lại cho. Đây à, quá phê quá phê. Anh ơi kìm nè em giữ nha em. Trời ơi, nhỏng là dính đó. Chờ anh chứ. Nào. Thấy rồi, thấy rồi. Kìa cả nhà. Nhỏng là dính đó cả nhà. Có gì rồi. Giống nó bị trôi rồi đó. Nó bị khô, nó nhỏng nít lên. Ui, đó, cà lóc, đó. Cà lóc. Ngọn lạnh. Ui, ui. Trời má. Đúng là văn rình cá lóc thiệt. Mới vừa nói xong. Cái này là em nay em xin bữa đặt lại cho Tâm này cả nhà. Em ấy nói là anh muốn cá lóc là ra đây để em đặt lại cho. Hay thiệt ta. Rình cá lóc. Cho mình nhận kinh nghiệm mấy cá lóc hay thiệt chứ. Cá ngon quá ha. Cũng cỡ gần 300 gram á anh Tâm. Ừ. Ồ, nó đen nè cả nhà. Đen bóng. Đen lên. Chết trời. Còn mồi đấy. Còn hai con cá mồi trống nữa kìa. Hàng săn một con nữa đi Sinh ơi. Làm sao là con phải ký. Ơi còn. Ơi dính rồi. Nhỏng rồi. Nhỏng rồi Sinh ơi. Em chở giùm anh đi Sinh. Có rồi. Có. Phi cà phi. Con cà phi. Ô nó nhảy. Phi ra biển hả? Phi. Phi cà phi. Cái lời này anh Tâm bắt mấy ký cá rồi mà còn gì nữa. Lời này không anh bắt đâu chừng 4 đồng ký cá. 4 đồng ký cá rồi đó. Ê hả anh ấy bước cho anh để anh giặt cái lời dơ quá. Em xin giặt lại giùm Tâm cái. Đi nó chứ có mấy anh em cả nhà phụ qua phụ lại người tay chân vậy. Chứ cái công việc lúc nào nó cũng rất là thuận lợi á. Sâu lắm nha, ra rồi đó là nó xuống nguyên cái dốc luôn á. Tại vì trời ơi cái biển hồ này em biết rồi, nó bự nó rộng mà nó sâu. Rồi đi ha. Còn chưa vô đèn mát á Sinh. Đây. Mong nó mới quấn Tâm nè cả nhà. Trời ơi Sinh ơi. Giờ nó lên cục chà bá luôn nè Sinh. Cái cục gân đó, hồi nó bự dữ nữa. Ôi cái này. Cũng có cái tim luôn cả nhà. Đâu đây nè. Đây. Thấy chưa? Dở giùm anh nha Sinh. Xem. Giống có cái lứ đụng lên hả gì kìa. Anh chim mấy cây. Cá lóc trời ơi. Trời ơi, ký gữ. Gì ghê vậy, không nổi thiệt hả? Nó chơi thôi trời nửa ký.
Trời ơi, vô hết hết. Có hẹn gì vậy? Cái giày nó mới mừng đó nha. Ừ. Cái ngày này là vậy á, cực nhưng mà vui hết anh. Cực nhưng mà vui. Hết đau rồi, anh Tâm hết đau rồi. Hết đau rồi. Mới bị ông quýnh cái cản cái tay dính cái ốc nửa ký hết đau em rồi. Nhìn nè, ấu nù lên luôn nè. Ngay cộng gân mà nó nhanh sưng lắm. Ngón này là muốn liệt luôn. Bạch túi anh Tâm. Nửa ký không xin. Ôi ơi, nó xẹ ra kìa. Ôi ui. Con này vô lâu rồi. Ồ, chất lượng dưới ta. Quá phê. Ê, nửa ký nha. Nửa ký á. Ừ, cá này bự nè, nửa ký. Đặt lại chỗ cũ nha. Ừ, đặt lại mạnh đi. Này nó cực vậy cả nhà ơi. Mình chui lùm chui bụi á, rồi ông nhiều khi nó đóng trong mấy cái cây tràm đồ á. Anh em chui qua chui lại rồi dễ bị quýnh lắm. Em xin từng giờ rồi cũng bị đâu khoảng 5-6 phát. Tâm cũng 5-6 phát, em Hạnh cũng 2-3 phát gì nữa. Quýnh ngay con mắt em. Quýnh ngay con mắt em xin luôn. Cái này là chiếc dính con cỡ 300 gram. Sâu không? Đó. Ôi, xin ơi, tung lứ rồi xin ơi. Nè. Rồi nè. Chà. Thấy không? Bên đây lỗ bự hơn nè. Nhắm coi. Ồ, chuột cắn rồi. Chuột nhầm. Có gì không? Ôi, trời ơi, trời ơi. Đừng lo nhỏ, đừng lo nhỏ. Trời ơi, xin ơi. Trời ơi, cùi cái đuôi luôn rồi. Cùi đuôi rồi, cùi đuôi rồi. Trời ơi, một ký mấy luôn. Từ đây. Quái giặt. Dạ, phải đây. Quái giặt dùng già. Quái giặt dùng biên giới. Dần có ai không? Dần có ai không trên lên. Trời ơi, con cá nó bự. Lên anh Tâm ơi, rẽ đi. Một hồi nó vụt ra, nó nhảy xong cái đụng cái lần rồi. Còn này cục cái đuôi nữa rồi. Nó lâu quá anh Tâm, dính lâu quá. Tao mình dở lên đi. Chính. Ê sao? Trời ơi, nó bự. Anh. Đau không? Bự ghê luôn kìa. Nhìn mới luôn. Dạ quá rồi. Bắt lại lên. Trời ơi, ký mấy rồi xin ơi. Con này ký mấy rồi. Để cho ông nó chạy qua đi. Cho ông nó chạy qua đi. Hên anh ơi. Ôi dù. Ây. Chắc lượng không? Ông đó ông nói hay trời. Hay dữ trời. Rồi con cá đồng này xin lặt bụng lên coi nè xin. Đó. Vàng à, có lần vàng. Đó. Ký mấy rồi, chậm thử rồi. Nè, chậm thử rồi. Con này cỡ ký mốt quá trời nó mập. Quá đã cả nhà. Giờ phải giấu lại kỹ xíu. Ngày bữa dính có con lươn nè mọi người. Ngày bữa anh Tâm đặt dính con lươn. Này không có dấu tung rồi trên đây. Không có dấu rồi. Không có dấu tung. Ơi vậy dữ lắm kìa. Trời ơi, cá gô. Cá rô. Con cá gô kìa. Bắt cá luôn. Ở đây chạy khủng không à. Bắt cá luôn. Ồ, cái rô đảo quá ha. Trời ơi, cái rô cầm tay vậy. Ây da, anh chém. Rô mời kìa. Đen thui luôn cả nhà. Ba. Hai cái còn lóc như mấy con rô này thấy. Đục. Đủ vốn cái lời luôn rồi. Dư vốn. Ba con rô luôn ta, giữ ra. Ừ, con vàng này cả nhà. Ba con hả anh Tâm? Ba con. Con nào sắc mình chừa lại. Con nào nấy xứng đáng. Ây. Ba chú. Cầm giùm anh xin. Anh đặt lại xin. Đây. Mới làm con ký hơn luôn cái nhà. Đã ghê luôn. Đâu? Chai em ơi. Rồi. Trời ơi. Con cá nó chà bá luôn xin ơi. Còn nữa đó. Trời ơi xin ơi. Ủa ổn kìa.
được con giam nữa. Mới dính một con cả ký hơn rồi giờ vô ngợp con này. Cũng quán nữa dính ra rồi. Trời ơi cả nhà ơi. Tiếc ghê luôn á. Tâm xử lý lần nha. Không có dấu cá nhảy cả nhà. Vụ cá rô. Ừ, có con cá rô bự nè. Lấy được con cá rô này cả nhà. Mập. Anh ơi, được con cá rô nè. Để anh đặt lại. Ôi, dạt ra rồi đó cả nhà ơi. Không biết bữa nay chạy không? Đợt trước là rồi tung rồi kìa. Đợt trước cái này nó chạy 7 con một lượt luôn. Thôi lắm tâm đang ở quầy. Cái nhánh xong rồi. Có nhúc nhích trong rồi đó. Ngon. 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 3 con cá dày. Trời ơi, cá dày tụt tại luôn cả nhà ơi. Nè. Đã ghê không? Đợt trước này chạy 7 con. Tay làm nhớt quá. Tay giận nhất lắm cả nhà. Nè. Ông Hồng nãy đánh tâm á nè. Sưng giận sưng trời nhất ghê. Cái ngón ngón này là muốn giật 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 gì luôn. Đã không Hạnh? Con bự bự. Phải không? Cái giày coi này. Cái giày nè Hạnh. Hay sao? Con nào con nấy cũng nuôi. Em tranh thủ làm luôn đi nha. Em cũng tranh thủ làm luôn. Này. Con này mạnh lắm á. Cái này bìm chứ mạnh lắm. Dưới. Ừ. Ra nè. Ôi ôi. Ừ, vậy nè. Úi. Dính lắm. Rồi lấy bịch lên đi, lấy bịch lên đi. Canh bỏ vô nè, để nhảy. Vô. Cho nó vô để nhảy. Vô. Đó. Đây. Vô. Canh bao sẵn đi, bành bao sẵn nha. Đợt trước chạy 7 con, đợt này chạy 3 con. 3 con nhau chất lượng luôn đó. 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 Đã không? Phải không? Đã luôn. Cái này điểm này là huyền thoại của Tâm ở cái nhà quay bụi cỏ đây nè. Quá ngon. Ê, cái lò nó chỏng rồi cả nhà ơi. Cái này quay ngon rồi đó. Nè. Đó, chỏng lò rồi. Chỏng rồi, chỏng rồi. Dở lên rồi. Xúc xậy hay gì vậy trên đời. Ui, có con dày mà làm chổng lờ dữ vậy. Có con cá lóc dày cả nhà. Nè. Kệ có nó được rồi. Xin bắt mình con này xin. Chỗ này khó chịu quá. Đây. Cây rồi. Dính quá. Nè. Bắt mình con này nha. Này nước lớn á nó trồi vậy xin. Nước lớn nó trồi vô trồi ra. Rồi. Rồi dám dính lắm anh Tâm ơi. Bên đó bích lắm á, để em xuống bên này rồi. Sao bữa anh đặt không có cái chai hay gì? Đâu, có chứ. Sao mắc cái chai à? Ủa kìa. Không lấy chuột vô hả chai? Giống phét lỗ lũng hay gì kìa. Để em xuống rồi. Hôm nay nước sâu quá. Ừ. Rồi chuột nó lôi cái chai của anh hay gì rồi nè, rách trên rồi. Ê, xin ưng. Xin ưng. Ui. Ui. Được, được, một con ha. Chìm chai hả? Ừ, chìm chai, con chuột nó cắn á. Ui, được, được, được. Rồi thôi. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Rồi, sập cây luôn. Sập cây, giờ kéo lên cho anh rồi. Ui. Lóc
chúa. Quá đã, quá đã. Để tao đi lên đi cả nhà. Ừ, đã không cả nhà. Còn canh 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 không? Đó, con bự nãy nè, hàng bự là tâm để riêng nha. Con bự này nó bị dài quá, nó dài nè, nó bị ấy cái đuôi nó rồi. Ồ, cái đầu nó bự lắm. Ui trời ơi, xin ơi. Con này khủng hoảng thiệt, cái xin cầm cái đầu lên mới biết bự cái xin. Ừ. Ôi, cầm cái đầu lên mới biết bự nè. Thấy không? Thôi nha em, từ từ thôi. Quá trời bù hóng. Ừ, bù hóng rồi. Ôi, cái gì xinh? Phi. Ủa, con phi kìa. Ôi, ôi thằng phi bự kìa. Phi nã ha, bảy màu luôn nè. Ủa, đây, 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 đây. Cái này được một chú phi nữa. Lụm nghe này âm. Ui, nhỉn này nha xinh. Có. Lóc. Lóc không? Lóc không? Kéo lên, kéo lên. Ôi, ôi, đá kìa cả nhà. Về không? Cái chỗ này chứ ngon lắm. Ủa cá bự ghê xinh. Đâu nhỏ đâu em. Nửa ký ha. Bắt, bắt ra giùm anh luôn. Nửa ký rồi. Cá đen ha. Cá con mương mà. Cá mương cỏ đen nè. Ừ. Ôi ôi, đen mà vàng này cả nha. Hơi ốm. Ừ, hơi ốm, cá này hơi ốm nè. Con phi nè. Ừ, lướt. Xanh đã ha. Chú nữa. Đi vô. Bà quá con. Vậy. Im im. Ôi ôi. À. Mình nhúng nước ra cái ra đổ vô trong cái vỏ trên xe mình luôn. Này cá lóc chịu chạy á Sinh. Mà sao nó bên lên nè. Ấy. Sâu quá cả nhà ơi. Ủa sao kỳ vậy? Ôi ôi. Không biết cá phi hay cái gì nữa cả nhà ơi. Về mới ngợp ta, để tâm xử lý cái này chứ. Này nước có vẻ nó rút cái khu vực này cho nè, nó rút xuống bớt rồi nè. Cái bữa nó nhiều lắm. Ê, cái này dám có dính nữa cả nhà. Ừ nè, có dấu tung nè. Đó, nó ù cái lưới lên kìa, thấy không? Dám có dính nè. Trời ơi, con trai vàng. Hèn gì nói ủa không? Sinh ơi, cái này lạng hoàng. Biết xảy cá không? Sao mà tung lên dữ vậy Sinh? Trai nhảy luôn hả? Nè, em nhìn coi nè. Thấy nó ù lên không? Ừ, trái vàng bự ghê. Cái này tại cái lợ dùng. Dùng hả? Tại lợ mình dùng á. Thấy chỗ mấy chỗ này nè. Ù, ù, tưởng nè. Tưởng nào cá nó nhảy lên, nó phóng lên, nó nè bên này nè, thấy không? Ù, trái vàng này bự á. Ốc đen, ốc đen, đen, ốc đen. Ốc bù đen không? Ba con bù đen luôn. Ba ốc đen, ngon ghê. Ồ, rồi bù đen này giờ đã lắm á cả nhà ơi, bù đen tự nhiên nè. Mập búp luôn nè. Ừ. Ồ, trái vàng kìa. Đem bỏ vô vỏ. Đèn vui. Bỏ giùm anh nha. Ui, chổng rồi, chổng rồi. Chổng rồi nè, trên ơi. Có không đây? Sao im dữ à? Thường thường tới thì ra nó nhúc nhích rồi mà. Có. Còn gì đây? Hát lát. Hát lát hả? Ừ. Hai, ba con hát lát. Bự quá. Bự. Không bự mấy, có con bự mấy nè. Nè, bắt cái gì mấy. Ồ, hát lát, hai bằng cá rô. Ốc bù kìa, tưởng nó ốc bù đen. Bù vàng. Vàng. Ủa, hát lát mạnh gì vậy? Mạnh lắm á. Thấy vậy chứ nó giải, sạch lên tung rồi liền. Bay xuống sông liền. Làm không kịp nữa đâu. Con này nhỏ quá.
chỗ này cái lời nghe chỗ cái kẹt này nè là chuyên môn mà đụng thác lát không ha. Thác lát nhỏ vừa, thả cả nhà. Chú má. Nó gô xanh um luôn nè. Trời ơi nó đen. À. Lượm ốc bu ra luôn. Phang. Nó ốc bu kìa. Có dù. Ơi. Ờ tầm thấy được hai ba con cua luôn rồi cả nhà ơi. Chết rồi, bầy cua này nó tấn công vô đây rồi. Trời ơi, con cá gì? Hai con. Ừ, nó bự kìa. Để tầm lấy lên. Ôi giời. Quá hấp. Quá hấp. Em coi cá gì nè Sinh. Cá gì chúa. Nè. Con này nửa ký à. Ha. Ký à. Ê con này nửa ký chắc rồi. Hơn nửa ký luôn, 600 gram. Con giải cái đuôi nó bị trầy uổng rồi. Cua cắn á chứ không phải giải đâu. Cua kẹp không? Cua hai băng cua. Ủa cái lưng đó kìa. Cái dạy chúa nè. Ừ. Bự. Đuôi nó bị trầy cả nha. Bự lắm á. Con này nửa ký xiền. Thấy vậy chứ này lật cái lưng lên. Hơn nửa ký. Ừ. Cầm tay xinh á. Bự hơn. Cầm tay nào mà dữ vậy? Cái giày khổng lồ không? Bù đen. Hai ba con cua nó tấn công vô trong này nè. Vô nó kẹp cái đuôi con cá này. Luôn. Con cá nó dãy là nó chạy sơ sơ với cái con cua nó kẹp. Ê con nó có trứng kìa. Con này có con. Có con hả đi. Này hạnh, bù đen hạnh. Cái lóc. Lóc cứng. Chạy đúng rồi. Đây. Lóc. Trời ơi, sao cua đẻ không vậy? Trứng nữa phải không? Trứng nữa nè. Ừ. Con luôn rồi. Cho nó đi. Ấy nó vẫn giữ nguyên hiện trường. Ôi cá cứng ở nhà ơi. Ngón tay cái này bắt thả nó luôn. Này ngón tay. Lớn lấy nhỏ thả. Xíu. Đi về với tự nhiên đi em. Anh đây là anh. Đã không? Cha trời. Trời ơi, trên bát đã không? Vàng ống ánh luôn. Này về cả 2 ngày ăn được. Ừ, này 2 ngày, để 2 ngày là ngon. Ý, nó nổi lên như cái ụ nấm luôn anh. Nay nước lớn rồi nè. Nè, như cái ụ nấm luôn rồi. Là chỗ này sâu lắm. Có hôm nay Ý. Thấy không? Có lý không? Hai con cá dày. Ừ, dãi. Làm gì đâu. Hai con cá dày chính đây. Có lý dữ ta. Bữa nay anh hạ nóc ao em trong vòng một tốt giạc rồi. Anh nhờ được con cá bự. Ừ, dày. Dày trong cộng không á Sên? Cộng nhỏ đâu em. Kinh này cá dày ngon ngon không? Ừ. Đó, hai con. Đâu em đâu rồi? Nè. Lấy ra luôn. Nó đâu lại rồi nè. Lấy ra cho. Rồi để đặt lại đây cái. Đố cả nhà thấy được Sinh. Nhổng rồi. Để anh. Cái gì thầy? Trời ơi. Gì dữ vậy? Ôi. Được con cá trơi. Con cá trơi. Ủa hai con cá trơi. Ừ. Trơi với bảy cá rô luôn. Con nào lấy được lấy, con nào lấy không được thả ra em. Chờ mấy cái sặc làm mồi thôi Sinh. Ủa con cá trơi bự. Ừ, trời trắng vậy không mày cả nhà. Khổng lồ. Chở tầm với em Sinh đặt khu vực này là cá trơi trắng là không khỏi nói luôn. Còn cạnh không được em Sinh cắm câu dính con bự lắm. Còn nó mấy ký hả Sinh? Ký mấy nha. Chừa ít cá sặc lại đi. Cái rô cũng vô nhiều ghê kìa. Này em đen quá rồi. Nó một giờ dưới này nè. Em nãy giờ cũng nhiều chứ đâu. Em bị mắc lợ. Mắc lợ. Quá trời mắc luôn. Hai anh em bữa nay em Sinh, cái luồng của em Sinh bị người ta lấy nhiều lắm cả nha. Nó kinh khủng luôn. Ừ, cái sợi này tét rồi. Ủa em còn xảy đến không? Còn đó
Từ đi chút hả? Để bắt hết mấy con. Ơi ngợp con hả vậy Sinh? Không có. Anh tưởng luôn cái xương nó. Còn con trai con nữa nè. Lấy ra để nó dướng hơm mấy em. Này hả nè. Trời trời. Chị con này khó bắt lắm. Lấy kẹp. Lấy kẹp đó. Thấy thấy không? Chừng mình xỉa vô quần ủng nha. Con này phải xử lý nó được. Mũi quá. Quá mũi. Tại vậy. Là anh hay gì hả? Trời em đập mũi mũi quá trời nè. Cắn anh nè. Hồi ơi nè, nè ông ba nè. Ui. Nhiều lắm, bên anh này ông ba quá chừng luôn. Rồi chinh nhanh lẹ lẹ đi. Cái rô có bắt ra không? Không, để luôn Tâm, để làm mồi. Rồi, để Hạnh lên lấy cho anh cây sậy, Hạnh thay cây sậy cái. Ủa sao chìm rồi? Kì vậy? Ý. Con cựa mạnh lắm cả nhà ơi. Nè, không biết con gì rồi. Gì đây? Ồ, cá lóc, cá lóc. Ừ. Cái chai nó bị vô nước rồi. Mình mới rút một cái ra nữa nè. Hèn gì cái lời này nó bị chìm. Chai này chắc bị con chuột cắn vô nước rồi. Ồ, không, cái nắp. Do cái nắp tâm dặn nó ấy á. Tưởng đâu con chuột nó cắn cái chài. Được một con cá lóc. Cũng ngon cả nhà. Trời ơi. Cá dễ dữ vậy. Để nó ra ngoài đi. Được, cái đồng nè. Khơi kìa. Khu vực này tâm mời cá lóc cũng cả nhà, kệ cơ hội nó có cá lóc lớn. Nãy làm con đây cũng khoảng trên ký à, mời kìa. Xin mới làm con cá khủng. Con có. Để anh Tâm. Con nó cả ký luôn á nha. Ký luôn. Ý, chỗ này lần trước anh Tâm dính cá khủng nè. Đúng rồi. Bên kia chỗ tay anh á. Ủa, đây đó, nha. Rồi. Chìm rồi. Ôi. Con hát lát anh Tâm hơn. Rồi để lấy cái túi lưới xuống đựng. Ừ, lấy hát lát này được. Hát lát đó nậu chả ngon lắm. Nãy giờ mình lấy cũng nhiều lắm rồi đó. Hát lát hay nó vậy chứ nó trường trường khó bắt lắm. Khó bắt lắm, nó dẹp á anh Tâm. Ừ. Ê, ê, thấy không? Thấy rồi, anh nói ghen không? Hai anh em chụp nhau tàn chụp chụp tay nhau không à? Được không? Thả đi anh Tâm ơi. Giỡn hoài. À, xuống sông rồi, hả? Cái này lần sau là anh Tâm sẽ nhảy xuống sông quay clip bắt cá cho Sinh quay clip luôn nè. Xuống sông vẫn không hót được nha Sinh. Lấy gì lót anh Tâm ơi, đừng có dằn quá. Rửa nó sờn cái. Hình như kênh này là anh còn cái nữa là hết rồi. Anh còn cái hết, em còn cái nữa. Còn cái nữa hả? Ừ, em còn cái nữa. Rồi. Cái này người ta móc lỗ dữ lắm nha anh Tâm, nãy móc cái lờ anh lên luôn rồi đó nha. Để chỉ kỹ anh. Nãy anh ta móc lỗ câu cá đó mọi người. Móc cái lờ của Tâm lên luôn. Anh Tâm lên bờ luôn. Hết kêu. Ê, con cá bự lắm nè. Được không? Bự. Con cá có 7kg dữ á. Trời trời ông nội. Làm cái đồ. Không có cá thiệt mà. Hóa thấy không? Nó đậm lời kìa. Hóa, hóa, hóa. Xin ơi, xin ơi. Ôi, cá gỗ. Trời ơi, cá gỗ kìa. Giọng cười anh Tâm dây tiền. Trời ơi, mừng quá trời quá đá. Trời ơi, cá gỗ kìa. Mười một lời cá rô. Cái này anh gỡ mấy cái dạy đổ của anh Tâm này không có bắt nổi đâu. Con dạy đây dạy ba ơi. Đây cái con mày không còn này cái nữa nè. Cậu quên thăm cái đó đi, để em đổ cái đồ ra. À da. Ừ, cái gô kìa cũng khiếp. Trời ơi, cái này không được. Ơi ướt anh nước vô anh dưới đâu anh Tâm? Nước vô không cái này nó bị ấy, nước vô bị ấy hả? Nó bị hở lên á. Anh Anh Tâm tiếp em tay anh Tâm. Từ từ. Cái này nó bị hở lên. Ghê. Không
lên ha. Ừ, thấm lại làm cái đường mương kìa. Trời cái con lớn ghê vậy. Hình dung rồi. Cái con bự con mệ không chứ bộ nhỏ không. Vô tập trung ngay chặn đây nè. Mày dở lên tưởng nó có cá lóc gì vậy. Mày dữ vậy ai về cái rô không. Ghê thiệt chứ. Em thấy cũng hết hồn rồi. Bỏ thuốc cái gì dính dữ lên tâm. Bỏ bùa. Coi con kìa. Ủi ủi coi nè cái nhà. Đúc. Chơi đưa cho cả nhà coi nè. Đây nữa rửa nè cái. Đây. Đây có nè. Đâu con nào con ấy. Một lời mà chạy vô đây cái rô rồi. Đây ham ghê không? Cầm cho mình nè anh. Cái này vậy mà nó nổi lên rồi, không dính. Tại vì lúc anh lội qua anh đè. Ừ, đè rõ. Anh lội người về cái nó không dính. Có bọt trong nghi chắc không có hả Sinh? Có bọt là chắc không có, ít khi nào có. Thủi dối. Ghê vậy. Cái sạc ghê hồn. Cái sạc không à? Cái sạc không à? Cái cạnh cạnh. Sạc không bự kìa. Đặt lại ha. Đi. Ừ, để anh lấy mấy ngóc rồi. Rồi cái cuối cùng luôn rồi cả nhà ơi của chặng hành trình ngày hôm nay Tâm mới dời một cái nè này chút nó Tâm đặt lại đợi trên này đi này trúng quá trúng rồi đó cái lời Tâm trong này nè ui ê trung rinh trung rinh trung rinh rồi trung rinh rồi trung rinh ủa sao bốn đứa chỗ này rồi. Cái gì anh? Cá rô không cả nhà ơi. Ba bốn con cá rô luôn nè. Cá rô ngon ngon không bị rách đây rồi. Ôi ơi, vậy cá róc phóng nó ra rồi. Ba cá rô ngon được. Khu vực này cá rô dữ thiệt cả nhà. Con nói chung cá rô con ngon ngon không bự 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 không nè. Đó nó trung bình nó cỡ khoảng ba con tay. Hàng rử ba ngón không giờ Tâm thăm xong cái cử này rồi bây giờ Tâm mai cái lời này Tâm đặt lại xong rồi ra tổng kết lại cho gia đình mình xem chuyến hành trình hôm nay đây con diện cắn nè Hạnh thấy không này chất chuột đó hử nào cây mai đâu rồi đây nè giờ thấy Tâm giá đỡ nó lại cả nhà chiều rồi cả nhà ơi. Hôm nay là ba anh em Tâm nói chung là trúng lắm mọi người. Thì thật sự ra cái nghề săn bắt mà như hôm nay là Tâm đi cái luồng Cambodia này thật sự ra là trúng cá anh em mừng lắm. Ba anh em ai cũng mừng cả nhà. Nói chung là cũng có được phần thu nhập. Vì cá cũng ngon hả Sinh? Cá bự bự. Bữa nay cá to to không? Bự không em đâu có cá bự đâu ấy. Ừ em có con ký á. 900 gram hả? Em Hạnh thì đang chắc nước. Em Sinh đang gia cố lại để mình chở cá về cả nhà. Thì sau đây là Tâm sẽ chuyển cam về phía sau để gia đình mình xem được cái thành quả của Tâm và ba anh em nha. Anh Sinh rồi, ôi em Sinh này cả nhà, ui. Ôi con này cá ký á Sinh. Quá tới rồi ngon. Tâm ơi, 900 gram. Cá dày nè cả nhà, ui. Em Sinh dính cá dày nhiều dưới Sinh. Con này dính quá tại cá dày không ơi. Cái lóc này con có cối xong rồi của Tâm này cả nhà. Đây là phần của Tâm. Đây. Giống nè của Tâm là bên này là cái giày đó cái giày này cả nha cái lóc Tâm rộng riêng rồi có con giày nào lớn nhất đâu ê đây còn con lóc này chút bắt ra nha chứ trời vàng được mấy con trời vàng nữa nha đây nè của Tâm là cái phần này và bên này nữa đồ xịn đó giống cái lóc là Tâm bỏ riêng con giày này bự lắm cả nhà ơi nè cả nhà nhìn giày chứ nó bự lắm nè cái vòng tay mình nắm không hết con cá luôn á thấy không ôi ơi con này chắc 600 gram quá hà Sinh ơi 600 gram anh không có nhỏ nắm không hết luôn nè lưng nó trời ơi cái lưng nó tính ra gà hơn nửa lóng tay anh nói là Sinh lưng một lưng còn cá lóc thì Tâm được con này tầm khoảng trên ký hai cả nhà nhắm nhắm khoảng ký hai mấy gần ký ba đó nhắm nhắm nó cỡ vậy á ồ cá đồng mà cỡ này là hiếm lắm mọi người ơi ủa cá đồng mà cỡ này sao dễ gì ha bên đây được mớ ngon ghê cá lóc của Tâm là phần này và phần này thì Tâm gì mà lộn xộn sao bằng quá trời vậy cái này á là biết sao chạy oxy
đậu si rồi những cá rô nè, rồi cá hát lát đồ á, như hát lát này nè là về á, là Tâm với em Sinh á, là sẽ làm chả cả nhà. Rồi phần cá dày là động riêng, còn cá lóc á là Tâm động riêng đó. Còn của em Sinh thì phải dồn vô đây luôn. Ba anh em bữa nay là cũng ngon ghê Sinh, quá đã, mười mấy ngàn một ký vậy. Thì thường thường á những cô bác ở quên nữa, còn vỏ cá rô nữa nè đó, là thường thường cá mà như có anh chị em hỏi Tâm á, là phần cá có bán hay không á, thì thật sự là về là Tâm giao hết cái này lại cho em Sinh đó, là chia với bà con đó cả nhà, là giống như là có chia lại bà con đó, là em Sinh chia lại luôn ra là Tâm ít có bán lẻ lắm cả nhà ơi. Đấy, vậy giao em Sinh giải quyết hết luôn. Tâm và em Hạnh là chỉ việc đi săn bắt thôi, còn phần còn lại là của em Sinh. Rồi bây giờ chiều rồi thì sản phẩm hôm nay cũng ok hả Sinh, chục ký hơn ha em, chắc hơn chục ký. Cuộc hành trình thì thật là may mắn cả nhà ơi. Hy vọng là những chuyến đi hâm lờ tiếp theo của anh em sẽ tiếp tục được may mắn như thế này nữa. Nói chung là nghề bà cậu mà, hôm chúc hơn hôm thì trúng, hôm thì thất là chuyện bình thường à. Thì hôm nay Tâm xin gửi lời cảm ơn đến gia đình mình đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm nha. Cho Tâm xin phép được kết thúc video tại đây. Cuối clip Tâm cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm. Chào mọi người. Dài thôi em ơi. Chào mọi người. Chào cả nhà.